Thao xin cô gái xin chào các bác trên với diễn đàn chim cô gái hay. Thì hôm nay mình cũng mạnh dạn chia sẻ cái clip này. Thì các bạn trên màn ảnh các bạn ấy, thì thực ra là các bạn tôi đang quay là nó là những chú chòe than này, là chòe than bánh tẻ và được được bẫy của cái cuối mùa của năm 2018. Giới thiệu với các bạn là bên cạnh tôi là có một cái đội bẫy chim, trong đó là cả bẫy cả chim cu và chim đa đa, chim chòe và chim chòe mào. Thì mấy năm trước thì tôi cũng từ cái đam mê đó tôi gây dựng nên cái vườn trại chim cu gáy. Thế sau tôi cũng có một số anh em hỏi chim cu thì cũng có hỏi cả về than. Tôi thấy là cái nhu cầu của bác chơi vẫn nhiều. Thế thực tế là hiện giờ thì mình không phải là gây nuôi sinh sản được cái giống chòe này, nó khó, nên là ngoài thiên nhiên thì nó cũng có mùa của nó. Ví dụ như là tầm này là tháng 6, tháng 7, tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch này là nó vẫn là mùa sinh sản đó. Thế với cái số lượng này thì thực ra nó cũng không cứ đâu. Ở đây thì ở khu vực Ba Vì hoặc là các lân cận thì cái đội mà anh em đi bẫy được chim cu thì cũng có lúc là tôi cũng mua được của họ, nhưng mà tôi phải rất là cẩn thận để xem giống giọng rồi nhìn tướng tá đấy. Nên tới đây thì tôi cũng sẽ gọi là tiện thể phát triển cái chủ đề này thì tôi cũng có cơi nới thêm, nên là những cái ổ chim chòe non mà trẻ trâu hoặc là những người ta bắt được thì tôi sẽ bón cả ổ và sẽ đăng bán cả ổ cho các bạn. Cái loại đấy thì ưu tiên là nó thuần, các bạn nên nhớ là như vậy. Còn những chú chòe trên màn hình các bạn đây là những chú chòe là đực, tôi đã kiểm chứng và xác minh, cả anh em thợ lẫn tôi là tôi chứng minh là tỷ lệ đực là đạt đến 99,9 rồi. Đấy, tất nhiên là mình cũng không có nói ai đã mổ ra đâu mà tuyệt đối, nói tuyệt đối thì các bạn nói phép, nhưng mà tôi khẳng định là cũng là tỷ lệ rất là cao, nó là chòe đực bánh tẻ. Vì bánh tẻ này các bạn về các bạn tôi đã vào cám được ăn uống ổn định rồi thì tôi sẽ bán cho các bác. Những cái loại này thì nó giá nó cũng sẽ dao động từ 300 đến 500 một con, bởi vì là các bạn phải thường hiểu là nó bao gồm cả cái việc mình úm nuôi, rồi cái việc vận chuyển, rồi những cái việc rủi ro khác. Đấy, mà hai nữa là kinh doanh thì cũng phải có lãi. Nếu như mình nuôi được mà một ổ được 3 con đực thì cũng được tầm 1,5 triệu chẳng hạn, nhưng mà cái công mình bón nó rất lâu, mà bây giờ thì đi đánh thì anh em cũng đi cả ngày cả buổi, nên là các bác cũng phải thông cảm. Cái người đánh có khi là còn được ít, còn cái người bán có khi là còn được nhiều, nhưng anh nhiều người bán giá nó cao, bán được giá cao. Thế tất nhiên cái chim này thì nó cũng tùy thuộc vào cái quan điểm của từng người. Mình làm cái gì mà cái trang của mình được nhiều người quan tâm, hoặc là cái giá trị của mình mang lại cho cuộc sống thì nó phù hợp thì là sẽ có nhiều người mà mình bán hàng mà nó uy tín. Ví dụ như đực là đực, mà cái là cái, mà sau khi người ta mua như con chim cu như thôi, người ta nhìn tướng tá chim của đồng chí Thao nó so sánh với chim ở một cái vùng miền khác hay khu chim của mình thì nó theo cái giống là chim mã ngỗng con hồng, nó được ăn giải theo cái thổ dưỡng của sông Hồng. Thế trở lại vấn đề là những cái chú chim mà chòe đực già đen nhánh thì có khi lại rẻ hơn cái loại bánh tẻ đực này đấy, hoặc là chim cái bánh tẻ thì cũng rẻ hơn. Nhưng mà tôi nói trước là cái số lượng là lúc nào cũng có nhé, bởi vì tôi úm nuôi với số lượng nếu mà thời điểm nhiều có thể lên đến 100-200 con trong nhà đấy, còn lúc nào có khoảng 100 con trên dưới hoặc là như nào đấy nè, để phục vụ cái lượng anh em mua cùng với chim cu gáy. Thì hôm nay cái clip này thì tôi mạnh dạn tôi nói ra cái quan điểm và một cái chủ đề mới, một cái hoạt động mới của Thao chim cu gáy trên cái kênh chim cu gáy hay ở Facebook và YouTube. Thì cái số điện thoại của tôi là 0163530582. Nếu như con chòe này tôi mua tôi bảo hành cống các bạn, đó, bảo hành bằng cả niềm tin luôn. Còn tất nhiên là 99,9% mà có 1% này nó là con chòe mái thì tôi sẽ xác minh và tôi sẽ đổi bù. Thế tôi không bao giờ có việc để anh em bức xúc khi mà bỏ tiền ra. Cái quan điểm của tôi là như vậy, luôn luôn bảo vệ uy tín và giữ chọn niềm tin. Để từ cái chim cu gáy mà các bạn biết đến mình thì bây giờ mình sẽ phát triển thêm một ít úm nuôi rồi gột bón như thế nào đấy, hoặc là mình có thể là thu gom từ những cái
những chú chòe bánh tẻ như này. Tất nhiên hết vụ thì mình không nói, nhưng mà sẽ nếu mà chính vụ thì các bạn đến nhà mình chắc chắn là mình khẳng định là lúc nào cũng phải có khoảng trên dưới 100, đó, lúc nhiều phải 200 hoặc là vài chục, 80, 70. Thì mình đăng như thế, cái clip nó tên là số lượng như thế, một phần là đấy là cái lúc đỉnh điểm, hoặc là thường là cũng để các bạn mua một vài con là tôi có thể phục vụ được. Ngẫu nhiên các bạn đến là lúc nào có. Nhưng còn tôi cũng không có cái quan điểm là khoe khoang hay là phô trương làm gì cả. Mình làm cái gì là nó rõ ràng, công khai, minh bạch. Giá cả thì đấy tôi cũng nói rồi, bảo hành được, đảm bảo được. Và giá thì nó cũng dao động như thế. Tất nhiên anh em qua điện thoại sẽ thương lượng cụ thể. Bởi vì có những con tương ta nó đẹp thì nó phải hơn, hoặc những con nó già dặn hơn, nó đã vào cám lâu rồi, ăn uống thuần rồi, hoặc là những con nó bón từ nhỏ thì bao giờ nó cũng đắt hơn so với những con bổi bánh tẻ, bao giờ nó cũng rẻ hơn. Bởi vì người ta đi đánh ở ngoài thiên nhiên, chim rời cá nước, người ta bán được đồng nào hoặc là nhà giá hợp lý, người mua đúng không? Mỗi người có công một chút. Thế người anh bắn bẫy bắn được thì người ta đi cả ngày, còn anh mua nuôi thì cũng phải uống gột. Đấy, còn anh nuôi anh mua thì đương nhiên người ta cũng có sự so sánh đơn vị nọ đơn vị kia, mua cái thì được, mua được thành cái, hay là mua về nó chết thì nó sống hay nó đẹp, sau này nó hot hay không. Đấy thì cái này là tôi cũng đặt mọi vấn đề để đưa ra cái mức giá như vậy. Rồi cái mặt hàng của tôi là chòe bánh tẻ bồi và non bón. Tất nhiên là chòe già đen ánh cường cũng có, chòe già cái cũng có, chòe non cái cũng có, nhưng mà bán là được cái là cái, có bảo hành, có bảo đảm. Xin để lại số điện thoại là 0163 530 5982. Các bạn có thể đến tận nhà tại cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Trên mạng xã hội thì các bạn cũng biết đến Thao Chim Cu Gáy với cái tên kênh là Chim Cu Gáy Hay ở trên YouTube và trên Facebook. Đấy, các bạn đi từ Hà Nội rồi các bạn đi đâu đấy qua khu vực Quang Xanh, Suối Tiên, Ba Vì, đi từ cầu Diễn lên cầu Phùng rồi lên Trôi rồi lên bên xe Sơn Tây đi ra mạn Đá Trông và khu du lịch Phang Xanh Suối Tiên là các bạn đến gần chỗ tôi, hoặc các bạn đi đường đại lộ đi Láng Hoa Lạc, đi qua Thiên Đường Bảo Sơn lên 54 dân tộc, đến nhà mình khoảng 7 cây nữa là qua 54 dân tộc, đến 7 cây nữa đến cái ngã ba, đến cái phố Đà Điểu đến nhà mình. Và số điện thoại là tôi luôn luôn dùng hai số là 0163 530 5982 và 0989177982. Ở đây thì những chú chòe này thực ra là tôi đang vào cám, nó đang để cho nó tập ăn cám. Đó. Chúng ta phải dùng sâu, dùng run, dùng cái cách nào đấy uống. Sau vào 1-2 tuần nó ăn uống ổn định thuần rồi thì mình sẽ bán cho anh em các bác. Đó, nó bán thì phải bảo hành đảm bảo với người ta. Bởi vì tiền nào thì cũng là tiền, 100 hay 50 hay bao nhiêu, nó phải xứng đáng với cái cuộc vui, xứng đáng với đam mê. Đó là cái chia sẻ quan điểm nó rõ của mình như vậy. Thì trên màn ảnh nhỏ các bạn cũng chia sẻ với các bạn với cái số lượng chòe bánh tẻ là mình có thể khẳng định là sẽ phục vụ được anh em trong quá trình lâu dài. Cuối video xin chúc các bác yêu thích những chú chim cu và theo dõi mến mộ Thao Chim Cu Gáy. Nếu các bạn có thể đăng ký, bấm nút đăng ký để đón nhận video mới của mình, hoặc bấm vào cái biểu tượng chuông để các bạn đón nhận những cái thông báo có video mới, hoặc các bạn tương tác qua Zalo hoặc số điện thoại là 982 của mình, và qua Facebook thì Chim Cu Gáy Hay. Đấy. Cuối video xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả. Chúc bạn có được niềm vui từ những chú chim. Thân ái, chào tạm biệt.